chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Thì hôm nay mình có tiếp tục có mặt ở tại bến tàu cao tốc Rạch Giá Phú Quốc nha. Thì hôm nay mình lại đây xem là có gì thú vị không, mình sẽ xe quay lại cho các bạn xem giải trí nha. Thì hiện tại là 12 giờ rưỡi các bạn, có một chiếc tàu tàu nhỏ, tàu này chở tầm 100 người các bạn, thì chở ra ngoài Hòn Tre hoặc là Hòn Sơn nha. Đây là tàu nhỏ nha các bạn, những cái hòn lân cận gần gần đây thôi. Những chiếc to này thì đi ra ngoài đảo xa, ngoài Phú Quốc. Còn mấy chiếc nhỏ này là những hòn đảo gần. Thì bây giờ chiếc đang chuẩn bị ra, đã xuất bến rồi các bạn. Thì 12 giờ rưỡi thì hai chiếc bự kia sẽ cùng xuất bến luôn, nhưng mà hiện tại thì chiếc nhỏ này đã xuất hành trước. Thì chúng mình cùng theo dõi nha. Mấy cái chiếc này nhỏ nhỏ chạy ghê gớm đó các bạn, chạy là phải nói là dữ thần luôn á. Các bạn thấy sóng rồi, ý là chạy garanti đó. Ôi anh này anh gan gì chạy rồi mà vẫn còn đi ngoài này nha các bạn. À, kéo chế độn lên. Rồi bây giờ đang tiến lai gai ra ngoài biển để mà chạy ra ngoài luôn nha. Mình nói nhỏ đây là nhỏ hơn mấy chiếc kia, chứ thật sự là chiếc này rất là bự, chứ không phải là nhỏ nha, mà là chỉ nhỏ hơn những cái chiếc bự hơn thôi. Trời ơi, khách ở ngoài kìa các bạn, view ngoài gai không dám chạy lớn nha các bạn, vì ở bên ngoài là có một cái chiếc super đông là chạy vô khói đen mịt trời luôn các bạn. Thời tiết hôm nay thì dạng như là nắng mà dạng nắng âm u sương mù quá, cho nên là nó không có được trong. Chạy còn rất là xa luôn mà tiếng máy thì hù hù nghe hì hòm nữa các bạn. Với số ba đông nè. Thì hai chiếc này đang chuẩn bị đối mặt nhau. Ông bên đây thì ổng chưa có chịu lên ga nữa nha. Ổng còn thả tèn thôi. Chắc mình sợ nhảy sóng đó các bạn. Hai em này chuẩn bị giao nhau nè, mình không biết cái bề ngang nó có xa không nha. Chơi là mình thấy hì hòm chưa, nó quá ghê luôn. À lại là chiếc hôm bữa các bạn, đúng là giờ này thì Super Đông 8 về tới Rạch Giá. Rồi, ok, cho sống rồi các bạn. Rồi sống kìa. Thì cái chiếc tàu mô hình hôm bữa mình quay ở trên Đồng Tháp các bạn, thì nó tương tự như những cái chân vịt của này, thì nó sử dụng hai cái chân vịt, một cái tới một cái lùi, thì nó sẽ ôm cua rất là ít chiếm cái bán kính các bạn, nó không có cần dài. Chứ mình ví dụ như cái chiếc này nếu như mà dạng ôm cua mà sử dụng hai cái chân vịt tới không các bạn, hoặc là lùi không á, thì nó sẽ ôm hết trọn cái quờ kè bên đây luôn nha, nó mới có thể dòng cua lại được. Còn như một cái tới một cái lùi như thế này đây đó, thì nó quay đầu là rất là dễ. Quá trời lục bình luôn các bạn. Chú cò thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Trời ơi, nước kìa đó. Nước kìa. Cuộn cuộn nữa các bạn thấy không? Cái mũi là hầu như là không có đi tới nha, nó chỉ quầy ngang luôn. Làm mấy cái hệ thống này thật sự với nó là quá đỉnh thôi các bạn. Em cò này dám cản ghe lớn luôn nè. Có giỏi em không bay đi.
quá trời cái tiếng dịch các bạn, chạy ganti xong nó đi hết biết thì mình nó nhìn từ trên cao xuống sẽ không phát hiện sóng nó to đâu các bạn, nhưng mà mình nhìn bằng mắt thường mình thì sóng rất là lớn nha. Hiện tại thì 1 giờ nha các bạn, thì chiếc màu đỏ này xuất phát luôn. Thì hồi xưa giờ từ lúc mình mới chơi vụ này tới giờ thì chưa thấy ông này ông xuất phát nha. Thì hôm nay sẵn tiện thì mình cũng quay lại làm kỷ niệm luôn. Và hiện tại thì nó đang lùi nha các bạn, chiếc này lùi quá trời nhanh luôn nè. Chiếc này nhìn nó ngầu hơn chiếc Super Đông này khá là nhiều nha các bạn. Để coi xem là nó có cái lượng sóng nó sẽ như thế nào nha. Ờ, các bạn nhìn nước nó đạp nè, coi mạnh không nha. Cái này là giống như hạng thương gia luôn nha các bạn, 5 sao. Nhìn kiểu dáng phải nói là rất là vũ trụ. Ủa, cái phần trước nè các bạn, cái neo nè, khủng khiếp cái neo chưa. Phần trước nó giống như là một cái lỗ mũi luôn. Cái neo kìa, khủng hoảng thiệt chứ cây neo. Đây là tàu mắc tiền nha các bạn, giá nó cũng khá là chát đó. Ủa, nhìn phật trước nó đẹp rồi các bạn, gọi đó là siêu hầm hố nè. Nhìn cái phần họng đó là mình tưởng tượng như là một cái con quái vật mà từ ở dưới biển mà nó ngớp. Có con gì các bạn, các bạn thấy không, từ lỗ mũi nè, thì con mắt, cái miệng. Thì sau khi nó chạy tốc độ cao lên thì sẽ nổi lên cho các bạn, chứ không phải gì nha, nó sẽ nổi lên. Đây là cái mặt nước nè. Hiện tại thì ngay cái số này là như số 6 các bạn, là anh ấy đang chuẩn bị lên ga. Tiếng máy gá ghê gớm không. Ôi ôi sóng kìa, nước nó đạp rồi các bạn, hết biết cao luôn, trời ơi các bạn, khói rồi các bạn. Mới lên ga thì cái phần lái nó bị hút xuống rất là sâu, mình không thấy cái lường nữa các bạn, nhưng mà vận tốc mà nó cao lên rồi nó sẽ bị nổi lên nha. Trời ơi kìa, khói mịt trời luôn, quá trời cái lượng sóng. Đây ồ sóng kìa. Kìa. Vì hồi sáng là mùa sương á, quá trời mùa sương cho nên là bây giờ nó trời nó không được trong. Ồ nước nó phúng kìa. Và phía mép bên tay trái mình thì cũng có một chiếc Super Đông đang chạy vô nha các bạn. Thì nãy giờ được hai chiếc chạy vô rồi. Vùng biển này là vùng biển bồi các bạn, cho nên là nước nó cạn, đất nó rất là cạn. Thì mấy chiếc này nó chạy phải theo lòng lạch nha. Có những cái trái phao nè, đó trái phao là giống như là một cái con gạch mà để cho cái lằn tàu nó chạy á. Chỗ này sâu thôi, còn hai bên thì nó cạn dữ lắm, cạn luôn.
hai chiếc chuẩn bị ngang ngang mặt nhau nha các bạn. Xa mình khoảng 2 cây số mà tiếng máy nó vẫn còn. Hai chiếc song hành luôn các bạn. Ô tới ngoài kia mà nước nó còn phúng 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 tròn luôn các bạn. Hai chiếc quẹ sát bên rồi nó dập sóng nhau đó các bạn thấy không? Đó, nó dập sóng nhau khí thế luôn các bạn. Rồi ô. Rồi mình sẽ trông chờ xem anh này vô luôn nha. Rồi nếu mà anh vô cập bến xong thì mình cũng kết thúc video nha các bạn. Phía trước là cái anh nó dạng như cái anh gọi là lơ các bạn. Trên xe thì gọi là lơ mà ở dưới biển này thì không biết gọi là cái gì nha. Gọi là tên là gì. Anh đang chuẩn bị dây nhợ này kia, thủ trái độn này kia để mà cập bến nha các bạn. Ồ sóng kìa nó dạt kìa má ơi. Ok à. Hết biết kìa. Thì những cái chú chim yến và chim hải âu á, thì những cái chiếc nó chạy vô để nó dập sóng, cá nó bị khờ nó nổi lên các bạn, thì nó sẽ bắt cá ăn nha. Chim thì chim cò nó cũng khôn các bạn, đợi những chiếc này ra là để nó bắt cá nè. Thì một chiếc chuẩn bị ra bến đó các bạn, đang bắp cạn lên nổi luôn. Thì bây giờ mình cùng quan sát cái chiếc này nha. Chiếc này, ủa này Ngọc Thành các bạn, không phải Super Đông nha. Chiếc này chiếc Ngọc Thành chung với cái hãng tàu xanh lớn. Nãy giờ mình cứ tưởng Super Đông. Ủa cái chiếc này dài hay chiếc Super Đông luôn các bạn. Khá là dài. Khán giả thì đang ở phần này người ta ngắm view. Ở đây là những khách du lịch đã về các bạn. Những chiếc tàu này cũng từ khu vực Sài Gòn về Rạch Giá, Kiên Giang nha. Tàu là Sài Gòn hết. Ở phía sau thì nó có 4 cái phao cứu hộ các bạn. Rồi bên kia thì chiếc Thạnh Thới, chiếc màu xanh khổng lồ này cũng chuẩn bị xuất bến luôn. Phải nói là khách du lịch, khách hàng và tất cả những cái sản phẩm hay là hàng hóa các bạn, thì mỗi một ngày từ ở trong đất liền mà ra đảo thật phải nói là rất là nhiều khủng khiếp đó các bạn. Cho nên là tàu chạy liên tục, cứ thay phiên tầm 15 phút là một chiếc xuất bến, và bên kia cũng vậy, là ngược lại cũng 15 chiếc xuất bến. Thì cứ chiếc bên đảo vừa về tới bờ hoặc là gần tới bờ thì trong bờ sẽ xuất bến ra nha, thì cứ liên tục thay phiên nha các bạn. Chiếc kia cũng đang lấy lái, tại vì cái chiếc này vừa cập bến rồi nó đụng cái đít rồi không có lui được. Chiếc này còn dữ hơn chiếc màu đỏ này nữa các bạn. Ủa ve nhanh con kìa. Đó, này là cái chiếc này là chở ô tô luôn nha các bạn, chở ô tô luôn. Còn chiếc kia hồi nãy thì nó chỉ chở hành khách và hàng hóa và xe hai bánh, còn này là chở ô tô. Mình thấy ô tô chổng cũng đâu 5-6 chiếc nha các bạn. Hành khách thì bao gồm tầng dưới và tầng ở trên, còn tầng giữa này thì là ô tô. Tàu này cũng hiện đại nhưng mà không có để sao nè, chắc mình nghĩ là dạng như chở đồ, chở người chứ không phải là dạng thương gia gì đâu. Ồ, các bạn thấy đạp nước thế nào nọ. Bên này thì ve nha các bạn, còn bên đó là đạp tới để quậy cái mũi lại. Ồ ngược kìa, đạp kìa. Đó, bé chú hoa âu là đợi cá là ngớp là ăn đó nha các bạn, cò nữa nè. Cái này cũng tàu hai thân luôn, nhưng mà phía trước này là nó sẽ có một cái nắp hầm nữa các bạn. Đây, cái chỗ này là cái nắp để nó để bên lên bên xuống để cho xe hơi xuống, giống như là hàng khách, hành khách này xuống, tất cả xuống nha.
Rồi anh này anh làm gì đây? Đó các bạn thấy không? Đó là cái bản lề nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chờ xem là anh này anh tăng tốc nó có như hấp dẫn hơn cái chiếc đỏ không nha. Cái logo Thảnh Thới này mình nhìn nó na ná như là bút bi Thiên Long nha các bạn. Cái logo á. Rồi, chuẩn bị nha các bạn. Đó, nước cái dẹt kìa. Mình chưa nghe tiếng bù nữa các bạn mà đã nhanh như thế rồi. Rồi, chuẩn bị lên ga. Mình nhìn kỹ lên thì gần một chục chiếc ô tô nha các bạn. Còn xe Honda ở phía sau là khoảng vài trăm chiếc nha các bạn. Quá nhiều luôn. Ồ, có tiếng bù kìa. Quá trời cái tiếng bô luôn. Rồi cái tiếng bô này nó gấp 3-4 lần cái chiếc đỏ các bạn. Chiếc này nếu mà nhìn xa thì mình sẽ khó thấy hơn chiếc màu đỏ nha các bạn, vì nó tiệt với cái màu trời mà đục đục như thế này nè, xe nó bị tiệt màu hơn nè, giống như là tàu của quân đội, tàu hải quân các bạn. Trời ơi, cái tiếng máy kìa, nó xa mà nó còn nghe hì hì ngoái á. Chiếc này thì cái thân nó cao hơn là chiếc màu đỏ nha. Mình nhìn cái khúc quay này thì mình thấy ra được phía trước luôn nha các bạn. Ồ, cái tiếng máy. Hết hồn tiếng máy gì chưa?